Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 6. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Để các tổ chức cá nhân được hưởng cơ chế chính sách hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai rất cần sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng tháo gỡ những khó khăn. Các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đang phát huy vai trò 4 tại chỗ trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận tham gia ý kiến về các nội dung gồm điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công an các xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024-2025, quy định về các tiêu chí thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình, quy định nội dung mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý xã hội, quản lý hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Bình, quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình, điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các nội dung thảo luận tại hội nghị. Đồng chí giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu hoàn chỉnh các nội dung để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp tới. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kết quả thực hiện theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025, đến nay toàn tỉnh có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, dự kiến có 5 xã sẽ được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, gần 20 xã sẽ được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Phát biểu kết luận cuộc giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, hoàn thiện báo cáo, cần có đánh giá rõ ràng đầy đủ và thực chất kết quả thực hiện. Đối với những tồn tại hạn chế cần chỉ ra nguyên nhân, rút ra những vấn đề cần tham mưu, các huyện thành phố phải tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa. Đầu tiên thì vẫn phải làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thấy được cái sự nghiệp, cái chương trình mục tiêu phát triển nông thôn mới, chúng ta thể hiện một cái sự quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện và phải nâng cao cái nhận thức của cán bộ đảng viên và đặc biệt nhân dân. Và đây là một cái chương trình mà chúng ta phải liên tục bền bỉ và phải thể hiện cái sự quyết tâm. Mà chủ thể là phải là người dân, đúng không? Người dân được hưởng, các cái tiêu chí nó phải thực tế. Và cuối cùng là cái người dân đánh giá, cái sự hài lòng của người dân đánh giá về chương trình mục tiêu này. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương rà soát lại quy hoạch, điều chỉnh, tích hợp theo quy hoạch chung của tỉnh cho phù hợp, rà soát và bổ khuyết công tác lãnh đạo, tập trung chỉ đạo tốt các nội dung như chi tiết kế hoạch, lộ trình phấn đấu. Bên cạnh đó, cần phải bảo vệ, duy tu, nâng cấp các tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, vấn đề vệ sinh môi trường, lấy nền tảng là tinh thần, ý thức của người dân. Cần vận động nhân dân xây dựng thành các quy ước, hương ước để thực hiện, thậm chí đưa ra quy chế rõ ràng. Tích cực chủ động tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách mới cho phù hợp, người dân cần phải biết để thực hiện. Khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư, cần có sự kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng kịp thời và thường xuyên. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo, kết quả triển khai thực hiện kết luận số 50 và nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp dược sinh học tại huyện Quỳnh Phụ, thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại thành phố Thái Bình, đồng thời thảo luận vào nội dung các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới, gồm điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022, đề nghị ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định một số nội dung theo điểm B khoản 3 điều 5 Thông tư số 76 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, ban hành nghị quyết quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025, hủy bỏ quyết định số 2001 ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025, ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao chất lượng các báo cáo tờ trình, đồng thời khẳng định đây là các nội dung rất cần thiết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tới. Đồng chí cũng thống nhất với các báo cáo tờ trình. Riêng về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp dược sinh học tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí khẳng định cần thiết phải xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt nhằm tạo bản sắc riêng cho tỉnh Thái Bình. Hoan nghênh Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng quy hoạch phân khu làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Chúng ta thấy rằng cái sự cần thiết của một cái khu công nghiệp chuyên biệt thì là hết sức cần thiết rồi. Và nếu mà chúng ta có được một khu công nghiệp dược thì đây là cái bản sắc riêng của chúng ta. Và đúng cái chủ trương hiện nay của chính phủ là chúng ta phải có khu công nghiệp chuyên biệt. Và đã có khu công nghiệp dược, cái khu này người ta sản xuất thuốc, sản xuất thực phẩm chức năng cho con người thì rất yên tâm về cái vấn đề môi trường, máy móc thiết bị phục vụ cho y tế. Đấy là cái tính chất mà cái yêu cầu mà cái khu công nghiệp dược đấy, và cái sự quan trọng của nó. Và cái này đã được xác định rõ. Hôm nay này cũng rất là hoan nghênh Ban Quản lý Kinh tế các đồng chí báo cáo đồ án quy hoạch này. Đấy. Và nếu tới đây được tỉnh ủy thông qua nữa thì chúng ta làm cơ sở chúng ta triển khai cái bước tiếp theo. Thế còn vấn đề đặt ra đấy là chúng ta đấy, làm thế nào đó để tìm được cái nhà đầu tư đấy, xứng tầm, đủ năng lực, đấy, có kinh nghiệm khi mà thực hiện khu công nghiệp này. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thống nhất với đề xuất điều chỉnh thực hiện kết luận số 50 và nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình vừa có văn bản triệu tập đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian từ 14 giờ ngày 8 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu cho ý kiến vào dự kiến nội dung chương trình kỳ họp và dự kỳ họp đúng thời gian quy định. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thủ đô Hà Nội đóng vai trò là cực tăng trưởng của đất nước, có vị trí trọng yếu trong tam giác động lực của vùng đồng bằng sông Hồng và tứ giác phát triển khu vực miền Bắc. Quy hoạch thủ đô Hà Nội xác định cấu trúc không gian phát triển của thủ đô Hà Nội gồm 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế xã hội, 5 vùng đô thị. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao và cho rằng đây là công cụ pháp lý quan trọng cho công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển thủ đô. Tuy nhiên, cần xác định các mục tiêu đạt được của quy hoạch hết sức cụ thể và phù hợp để có giải pháp lộ trình thực hiện. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 31, luật nhà ở số 27, luật kinh doanh bất động sản số 29, luật các tổ chức tín dụng số 32, Quốc hội khóa 15.
Chiều nay, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật địa chất và khoáng sản. Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về hai dự án luật này. Sáng nay, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch quyết định giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Sương. Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ tập trung giám sát các nội dung như công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị đối với công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, việc chỉ đạo triển khai ban hành các quy định trình tự thủ tục tiếp nhận chung cầu giá, định giá, thời gian thực hiện và chế tài xử lý đối với cơ quan tổ chức cá nhân có vi phạm, công tác phối hợp giữa cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, kết quả thực hiện công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thời điểm giám sát từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024. Đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đề nghị các thành viên trong đoàn giám sát thực hiện việc giám sát phải đảm bảo đúng các quy định, đúng nguyên tắc, quy trình quy định về công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Đối với các đơn vị được giám sát chuẩn bị và cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở, chi tiết một số điều của luật nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, vấn đề về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Sau khi nghe các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến, kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các bộ ngành trung ương và địa phương để chỉnh sửa bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, để sớm hoàn thiện các dự thảo nghị định quy định, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành cơ chế chính sách riêng hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai, phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Điều này thể hiện sự quan tâm của tỉnh nhằm tạo bước ngoặt mới trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tổ chức cá nhân nào trong tỉnh được hưởng cơ chế chính sách tích tụ tập trung đất đai theo nghị quyết số 08 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Gia đình bà Duyên hiện đã tích tụ được 40 hectare cây lúa tại các xã An Châu, huyện Đông Hưng và xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy. Trong đó, diện tích tích tụ ở xã Hồng Dũng liền vùng liền thửa, đáp ứng điều kiện được hưởng cơ chế chính sách tích tụ tập trung đất đai theo nghị quyết số 08 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được nhận hỗ trợ còn gặp một số khó khăn. Hiện nay chúng tôi chưa ký kết được mấy nông dân vì các hộ rất là nhiều, thế nên chưa làm được thủ tục hỗ trợ. Tôi đề nghị các ban ngành hướng dẫn cụ thể để gia đình được hưởng cái cơ chế hỗ trợ này. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 132 hộ tích tụ từ 10 hectare trở lên với tổng diện tích gần 2.200 hectare. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số địa phương và đại điền cho rằng, một số quy định về điều kiện để được hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 08 làm khó các địa phương và đại điền khi tổng diện tích tích tụ tập trung thì lớn, nhưng không đảm bảo điều kiện liền vùng liền thửa hoặc thời gian thuê liên kết. Cái ruộng nó manh mối, số hộ thì nó đông. Thế do vậy là cái việc tổ chức hợp đồng với hộ gia đình là cũng rất là khó. Vì đến thực tế người ta bỏ ruộng thì có khi người ta đi miền Nam, miền ngược đi làm ăn Quảng Ninh và bây giờ đòi hỏi là phải chứng minh thư này, rồi giấy tờ nọ, giấy tờ kia này, rồi cái ký của người ta rồi thì nó cũng rất là khó. Nghị quyết 08 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân mang tính kích cầu nhằm giúp người đang tích tụ tập trung ruộng đất có cơ hội mở rộng sản xuất hơn nữa. Ngoài chính sách hỗ trợ người dân có quyền sử dụng đất, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân cấp xã có diện tích đất tích tụ tập trung trên địa bàn quản lý, tổ chức cá nhân thực hiện tích tụ tập trung đất đai được hưởng nhiều ưu đãi. Quá trình triển khai nghị quyết còn gặp một số khó khăn vướng mắc nên đến nay chưa có tổ chức cá nhân nào trong tỉnh được hưởng cơ chế chính sách tích tụ tập trung đất đai theo nghị quyết này. Chúng tôi đề xuất là có cái cơ chế hỗ trợ cho những gia đình tích tụ được 20 hectare nhưng liền mảnh có thể là 10 hectare một. Vấn đề thứ hai là cái thủ tục để mà được hỗ trợ thì cũng cần phải đơn giản gọn nhẹ hơn. Và khi hướng dẫn cho những cái hộ gia đình ấy, thì phải hướng dẫn nó cụ thể hơn. Cơ chế chính sách đã có. Cần nhất chính là ý chí quyết tâm, sự vào cuộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cùng tháo gỡ những khó khăn để nghị quyết đi vào cuộc sống,
tạo động lực để nhiều tổ chức cá nhân tham gia tích tụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi với các địa phương. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cả nước có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 47.000 so với năm 2023. Tại Thái Bình, số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 22.700 thí sinh, trong đó có gần 19.000 học sinh trung học phổ thông, hơn 3.000 học sinh giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 35 điểm thi. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương, tập trung thực hiện theo lộ trình công việc, rà soát tổng thể điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi đúng thời gian và hiệu quả. Công tác in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi cần đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các địa phương tổ chức hoạt động thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5 năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Vũ Thư triển khai sâu rộng gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Qua công tác tuyên truyền vận động của Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, nhân dân huyện Vũ Thư đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hiến đất, hiện vật, xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn duy trì thực hiện bình xét các danh hiệu văn hóa, được gắn với thực hiện các tiêu chí về văn hóa xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Hàng năm có trên 93% gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 85% số cơ quan đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, gần 95% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, xã chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt tỷ lệ 48,3%, thị trấn đạt chuẩn văn hóa đô thị. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết những ngày này nhiệt độ liên tục tăng cao. Ở rất nhiều địa bàn trên cả nước đã xảy ra tình trạng cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản. Tại huyện Kiến Sương, ngành chức năng cũng đang hỗ trợ người dân và các hộ sản xuất kinh doanh nắm vững kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cũng như trang bị các phương tiện cần thiết để cứu hộ, cứu nạn khi không may có sự cố xảy ra. Chợ Thanh Nê có hàng trăm tiểu thương đang hoạt động ở sau nhóm mặt hàng. Việc buôn bán bận rộn, hàng hóa tập kết nhiều. Vì thế, các sự cố về cháy nổ có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào. Do vậy, ngoài thành lập 6 tổ phòng cháy chữa cháy tương đương với 6 nhóm mặt hàng, Ban Quản lý chợ còn phối hợp với ngành chức năng, thường xuyên kiểm tra việc sắp xếp, bố trí hàng hóa tại các quầy sạp của các hộ kinh doanh, cũng như hệ thống điện tại chợ. Hàng ngày hướng dẫn cho bà con thực hiện tốt về việc phòng cháy chữa cháy, an toàn về điện. Sau những khi buôn bán, không buôn bán được, đóng cửa ra thì tắt tất cả các thiết bị điện. Và thường thường là hướng dẫn cho bà con về cái cách sử dụng bình phòng cháy chữa cháy cũng như là an toàn chung về điện lưới. Và khi hết buổi chợ là chúng tôi ngắt hết nguồn điện của vào khu vực chợ, nên là trong chợ lúc đó không có điện nữa. Thời tiết những ngày này lên tới 37 độ C. Với tiết trời oi bức kết hợp nền nhiệt cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng nhanh. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn so với bình thường. Trước tình trạng nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn tăng cao mùa nắng nóng, Công an huyện Kiến Sương đã tổ chức tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, các trang thiết bị vật dụng để dập tắt đám cháy. Và quan trọng nhất là hướng dẫn thực hành các thao tác chữa cháy, thoát nạn khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trong thực tế. Qua cái tập huấn như thế này nhằm nâng cao cái kiến thức cho mọi người dân có cái ý thức trách nhiệm thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ về việc phòng cháy chữa cháy, và đặc biệt là các cái hộ sản xuất kinh doanh liền kề này thì mỗi hộ là phải chuẩn bị cho mình ít nhất là phải có một cái bình chữa cháy gia đình. Cho đến nay, huyện Kiến Sương đã có trên 200 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 100% xã có điểm chữa cháy công cộng. Các mô hình này sẽ phát huy vai trò 4 tại chỗ trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy gây ra. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn.
trên ứng dụng TBTVGo, VTVGo hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo là thời lượng của mục Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình sẽ diễn ra. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được tổ chức trên quy mô cấp tỉnh. Những ngày này, người dân thành phố Thái Bình có chung niềm tự hào về hành trình phát triển của mảnh đất thị xã Thái Bình xưa, thành phố Thái Bình hôm nay. Cùng với đó là tâm trạng háo hức đón chờ sự kiện đặc biệt này.